Đó, một con bù gông đầu bò của anh trai nè, nó đã bị thiếu ha, thiếu gan ha, thì em mới cắt nhưng mà không đủ, chắc mang ra lấy làm con khác cho anh trai quá. Bên đây thì ok chuẩn nè, còn bên đây thiếu nè, tại hồi cũ đây nó ba gan ha, ba gan nó bị hư nha. Họ cái này lấy ra không phải là dễ đâu nha nè, họ một cái chân nó bị thiếu gan ha. Hôm nay em tiến hành ha, tiếp tục gửi đến tất cả anh chị em là cái cục máy của anh trai ở Biên Hòa nè, ở gác lên chiếc xe khách đang dọn em test luôn nha. Ở đầu liên hành là cho vô nhớt nha nè, đó cũng bao nhiêu chiếc xe khác. Tiếp tục nhớt này xe nhà xài ngon thì em sẽ nhập về nha nè. Hai em đã có tiếng khóc chào đời ha. Đó, tại cái xe của khách dọn thì đi bình xăng 125 nên cái co thun nó hơi bự nha. Thì cái co thun này 110 thì em hết hàng rồi. Thì anh em nghe nó khọt 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 nè, anh em nghe không? Phụ đề đề cực kỳ êm nha anh trai. Đó. Nè, máy đang ra để gan ti lớn nè, ấm hỉnh luôn. Sẽ bịt vô cho anh trai này ha. Đó. Máy cực kỳ ấm nha anh trai. Đang bình bô nè. Đó anh em thấy không? Đó. Đây, máy cực kỳ ấm nha anh trai. Đó. Để em gô đai vài bữa để cho nó nhuần nhuyễn. Bộ cam cò mới ha. Đó, thì em sẽ chỉnh cò lại. Cây ốc chỉnh cò của anh là sàn từ cặp cò cũ nó qua đây ha. Máy cực kỳ ấm nha. Đó, thì máy của anh trai ở Bình Chánh cũng đã xong rồi ha. Đó, đây là chuẩn bị làm thêm một cục nữa nè anh em. Đó, cục này là của anh trai ở Đồng Tháp ha. Đó, còn xe của anh trai ở Gia Lai thì chuẩn bị tiếp tế tài tới nha nè. Thì đây đang làm chiếc xe tháo ra sẵn mình test mượn chứ cái sườn xe của anh khách ở Đồng Tháp mình test cái cục máy cho anh trai Biên Hòa luôn. Nè, để cho anh trai xem nè. Thôi thôi cực kỳ nhẹ. Sẽ test luôn nha anh em. Nồi không có hú hí gì vậy anh em ơi. Ha, nồi không có hú hí gì. Thank you.
hồi với anh chạy có khác nha anh em. Nhớt nó khò nữa nè, nó bơm lên nó lạnh luôn. Đó, nhớt nó nhăn lên. Test cái báo số cho anh trai ở Biên Hòa nè ha. Đó, máy của anh nè. Rất là đi rất là im nha. Số 1 nè. Số 2 nè. Số 3 nè ha. Số 4 nè ha. Hôm nay là cũng là ngày thứ tư rồi nha anh em. Đó thì anh test anh em xem nè. Đó, mới chạy về nè. Khô gan ở dưới luôn ha. Thì những cục máy đây em làm á, em đóng cái vỉ đề á bằng thao hết trơn rồi. Nó cho nó lúc mà anh em mà đề đũa nó không có bị xào cái đạn đũa nha nè. Với phần nữa là không có bị hư cái tay dên anh em nữa. Nên anh em yên tâm nè ha. Đó. Máy là cực kỳ im nha anh trai ở Biên Hòa. Đó, hai con ốc phù công nè. Máy này gì cho bao cho nè, cho anh trai kéo thoải mái. Em sẽ tháo cái phần qua lăng mâm điện của cục máy Alpha anh trai ở Đồng Nai ha, lên quay tháng 110 nè. Đó nè, thấy không, sạch sẽ nha. Đó. Không có miếng nhớt nữa nha nè. Đây lóc điện nè. Đó. Xe đi là bao phê nha anh trai ha. Đó, cục máy của anh trai Biên Hòa, lốc số Alpha úp hết nguyên 110 nha anh em. Thì chỉnh cò thì em nói chung chỉnh cũng 3 lần nha anh em. Tại ốc chỉnh cò thì em sẽ lấy của thằng cây cò cũ nha anh em. Cây cò cũ em đưa qua đỡ tốn tiền cho khách ha. Thì em mượn cái sườn, cái sườn của anh trai ở Đồng Tháp để test cho anh trai ha. Nói chung thì im hết rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành em tống hàng gửi cho anh trai ha. Trước khi đóng em sẽ giới thiệu những cái món mà em gửi trả đây cho anh trai ha. Nói chung em dọn xe biết bao nhiêu, có dọn máy biết bao nhiêu, chỉ có anh trai này là lấy lợi, không cho thanh lý ha, không cho thanh lý giùm nha anh em. Thì đây, trước khi gửi em có vô bịch hết cặp cò sinh cam sinh đề, 4 là so đầu, hai cái ác cò ha, hai cái ác cò. Thì cái bánh cam thì với mấy cái lặt chặt mắt kiến thì em cho vô cái đầu bò đó rồi ha, với cây cam ha. Còn hai cây xúc bắp á, thì nó đã cháy ha, đầu thun thì với phần chân gích thì cái đó thì chân gích á, thì đều đóng ở chỗ tiệm đóng tà, thì nói chung mấy cái đó thì em dục rồi nha anh em, không có xài được. Còn những cái này á, xài lại được nha anh em. Đó, xài lại được thì anh trai anh đem về anh xài những cái xe mà chở hàng này nọ ha, nói chung không phải bỏ nha anh em, xài lại được nha anh em. Đó, mấy cái cam rồi xài được cho những xe chở cỏ như xe Trung Quốc rồi xe đi làm hồ vẫn được nha anh em. Đạn máy nè, mặt đạn dên nè ha, ha cặp nhông số 4, hai nắp xúc bắp nè. Đó, mớ ốc Alpha của anh trai dư nè. Đó, đưa xuống dư ha, em sẽ gam lại và để trong bịch cho anh trai luôn, trong đấy có ốc đầu bò luôn nha anh trai nè. Nè, ốc đầu bò, ốc phuộc rồi nè. Đó, ốc treo máy rồi nè, của anh sao thì em gam y chang vậy, và em sẽ lựa những con ốc đẹp đưa lên cục máy của anh hết trơn ha. Nè, mấy bánh này về nói chung gắn mấy xe Trung Quốc xài được nha. Đó nè, bộ bạc ếch tăng đa nè, theo xe nè, thấy không, nó bị hở thì em đưa lại cho khách ha. Đó, lông đền thao nè. Đó, hai cạc gô nè,
co xăng bị móc họng nè, móc họng co to nè. Riêng đây bộ ba càng nha anh em, bộ ba càng của khách, hàng mới nè. Đưa xuống thì không có gói hàng kỹ gì đâu, thì em sẽ gói kỹ là để đưa về tay cho anh trai như vậy ha. Đó, KFL này ha, nè. Gói là hết nha. Để thôi bị mẹ bố của anh trai nha. Đó. Thì clip test máy của anh trai tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó. Bất cứ máy thì xe nào để dọn đây em đều cũng có kiểm tra đầy đủ hết trơn á. Anh em yên tâm là về là chỉ gắn thôi. Một hồi em sẽ chèn hình ảnh khách nhận ở cục máy ở Kiên Giang á, phản hồi ha. Thì anh em nào có muốn dọn xe, dọn máy em xin nhắc lại một lần nữa, hả xem trên clip của em 3 đến 4 clip ha, xem từ phần đầu cho tới phần kết nha anh em. Đó, mình mới biết được cái quá trình dọn bên em sao sao ha. Thì anh em đây trước khi đây em cũng chuẩn bị hết rồi nè, cho khách nè. Thì cục máy của anh trai Bình Chánh chuẩn bị sẽ test ha, cái này xong mình tới cục máy của xe anh trai Bình Chánh ha. Trong khi test máy này thì hay bắn tẻ qua chiếc xe của anh trai ở Đồng Tháp nè, nó vệ sinh hết trơn rồi anh em thấy không, nó bung ra hết kiểm tra rồi ha. Những món mà bỏ thì có trên lên clip hết. Thì trong khi chờ đợi thì đây chiếc xe của anh trai ở Gia Lai nha anh em. Gia Lai thì cũng gửi em cũng mới nhận rồi ha. Còn clip test máy của anh trai ở Biên Hòa tới đây em xin kết thúc nha anh em. Em cũng xin tất cảm ơn tất cả anh chị em gần xa đã luôn đồng hành ủng hộ ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé.